Không gian bàn làm việc, bàn ăn sẽ quyết định rất lớn đến tâm trạng làm việc của bạn ngày hôm đó. Bạn nghĩ sao nếu thêm một vài em lót cốc họa tiết thú vị này lên bàn làm việc? Mình tin chắc chúng sẽ làm bạn vui vẻ cả ngày đó. Hôm nay Shop USA Store xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm miếng silicon lót cốc lót nồi chén cách nhiệt, chống thấm K6. Miếng silicon lót cốc cách nhiệt, chống thấm K6 có nhiều hình ngộ nghĩnh cùng màu sắc sinh động, giúp cho không gian sống của bạn sinh động và đẹp hơn. Bạn đang sử dụng những miếng lót ly bằng vải, tuy chúng hút được nước nhưng bạn phải tốn công sức vệ sinh và phơi khô rất tốn thời gian, hay các loại lót ly bằng gỗ lâu ngày sẽ bị mục, bạn phải vứt đi không thể sử dụng được nữa. Bạn nên thay bằng lót silicone rất dễ vệ sinh và tiện lợi. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.